Xin chào cô bác chị Vân. Trước tiên thì Sơn cũng xin kính chúc cô bác chị Vân sức khỏe và bình an. Thì hôm nay Sơn làm cái món vịt hấp bia. Em mua được 3 con vịt, giờ mình rửa muối rồi sạch hết rồi. Chính sách YouTube không để được nguyên con thì mình cắt thế này. Cánh cổ giò gì mình loại bỏ hết, cắt làm tư luôn. Em mua 3 con vịt thì mình có chuẩn bị đây một lon bia, dầu hào, dầu mè, nước mắm, hành tím, tỏi, gừng. Nước nó dâng. Tím, tỏi, gừng. Dầu hào, nước mắm. Cho nó dậy mùi. Rất là thơm luôn. Đường. Dầu hào. Dầu ngọt. Cái này mình xài chỉ nước mắm thôi, không xài hạt nêm, không xài muối hết. Mình làm cho cái vịt nó săn rồi luôn, rồi mới đổ bia vô mình hấp. Cái da vịt nó săn, nó thơm như thế này được rồi. Rồi mình cho bia vô. Bia vô là mình hầm đó. Ba con vịt cho hết lon bia này luôn. Bia vô thì chút xíu nó cũng bốc mùi bia hết à. Nó không còn nồng, chỉ có mùi thơm thôi. Đậy nắp lại. Sắc xuống rất thơm luôn. Cái này chỉ có một lon bia, vịt nó ra nước. Vịt này người ta nuôi bằng thức ăn, nó mình vịt nó nước lắm. Rất là ngon luôn, mình nấu cho sắc cạn lên luôn. Xin chào các bạn, các bạn chị, các bạn. Xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Thì hôm nay hai anh em ăn cái món vịt hấp bia. Dạ. Thì Hằng có thử ăn vịt hấp bia cho em? Hôm nay ăn. Dạ. Ủa em làm gì dính lộn vậy? Anh vừa ăn á. Mẹ nó ăn dụng cái gì anh đâu. Dạ, nó để mình căn thử coi. Một ký chín giác, rồi tính ra còn cái bảy đó Hằng ơi. Đó. Chị Trâm cũng vậy luôn, một ký gần một ký 7-50. Đây để em ăn chút xíu, lấy hình đàn cái kéo vô. Như thế này, hai anh em ăn. Thời gian cho hai anh em tự chọn luôn. Hôm nay thì cho anh em dễ thở. Anh để đâu ngồi luôn ạ. Nhiều phút hẳn. Hai anh em chọn đi. Em đâu biết đâu, tự anh chọn. 15 phút. Không, 15 phút kịp đi mà. 15 phút mắc anh nó chừng 30 phút còn chưa xong. Thôi bây giờ nè, thế này. mắt tung như con mắt sao em. Bây giờ thế này, 20 phút thôi,
ok ha. Hết rau hết này kia nọ luôn, tại lý do mình căng rồi ha. Rồi, lắm. Hết trước 20 phút có mấy cái tờ bát này nha, còn không hết thì mình sẽ lấy lại nha. Rồi, xin mời cô chú anh chị và các bạn dùng dịch thắp bia. Mời nha. Mời đây Hằng. 1, 2, 3. Bị ăn ngon không? Thơm không em? Thơm. Có quyền, chắc là có quyền kéo vô. Thích kéo làm cái gì làm. Chắc là anh lấy hình nền là xong rồi. Cứ kéo vô làm gì làm. Tông ơi. Ừ. Thơm thịt vịt trong đó, thơm bia đến này. Có lòng bia, có thơm bia. Cái bia thì nó hấp thì nó bay cái mùi bia hết rồi. Nhưng mà hấp bia mà mùi bia nó ăn xỉn sao em? Ăn nhắc hai bạn là thi chạy đua thời gian nhưng mà cũng phải sạch thịt nha, không chơi mà quý cổ nha. Thôi nước miếng rồi vô nhà ăn đi em anh. Còn chờ mấy cái đùi cho mất. Lắng em phải gì rất cơ bản như bây giờ. Nhanh lắm mới kịp thời gian thứ hàng tung. Lỡ và kẹp 21, 22 phút và không được nhận giải thì cũng tội nghiệp anh em. Mình nhắc khéo khéo vậy thôi. Thank you.
Thank you.
tung rồi cắn mẻ miếng xương luôn nè. Đã giờ bắt rồi nãy giờ. Gấp quá cắn. Không thấy. Gấp quá cắn mẻ miếng xương vịt luôn. Chứ không phải mẻ gan. Thank you.
Chừng nào anh em nào hết làm cái động tác gì cho đối thủ biết nha. Và nuốt, nuốt, nuốt. Gió khử kêu hằng. 19 phút 30 giây. Tôi thua 2 miếng dưa leo. Tôi hôm nay là gửi à? Gửi à? Tùng tiến bộ. Hôm nay tôi tiến bộ. Tùng cặp gấp mà cặp mẻ miếng xương dịch luôn. Tôi nghiệp miếng xương dịch hết biết luôn. Cắn luôn phải cốp. Trời ơi. Ba chút xíu lên kêu anh Tùng mà giờ mà không dính miếng xương lại em thua. Đúng rồi, cắn chúng xương dịch chậm lại hơn mấy nhịp á. Cảm ơn anh Tùng. Thằng đó của em muốn lấy em đi đổi cho anh là 300 ngàn. Rồi cảm ơn em. Hàng cho anh cảm nhận mà ăn cái món vịt này nó sao thế này? Thịt vịt mềm vừa ăn mà gia vị anh ướp vô nấu ngon. Đúng rồi. Thơm ngon. Mấy anh em mình đây cũng cảm ơn cô bác Diệu Bàng suốt thời gian qua ủng hộ mấy anh em mình. Mấy anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác Diệu Bàng sức khỏe và an khang. Chào hẹn lại, bye bye.